Kim Vân trong bài Nhớ Mẹ Lý Mồ Côi, Thanh Tùng bước ra một lần nữa. Trên tay còn cầm chiếc tách, một trong những tách còn sót lại cho tới tối của ngày hôm nay. Ít lắm quý vị, mình không có còn được bao nhiêu cái tách hết trơn á. Còn rất ít tách cho đến giờ phút này, còn khoảng 600-700 cái tách thôi à. Cho nên nhờ quý vị ủng hộ giùm, Thanh Tùng nói đùa thôi. Chứ còn lại trên bàn đó, bao nhiêu chiếc tách đó là bấy nhiêu ân tình mà các em nghèo, mồ côi và khuyết tật tại Việt Nam hiện đang rất trông chờ từng chút, từng đồng thôi. Món quà mà quý vị dành cho các em, cho các em có một bữa cơm, đặc biệt là trong những ngày tháng mà cuối năm như thế này. Mỗi một chiếc tách như thế này là một món quà kỷ niệm. Nó ghi dấu việc tối ngày hôm nay quý vị đến với lớp học viên đàn tranh của cô Ngọc Dung. Nó ghi dấu tối ngày hôm nay quý vị làm thêm một việc thiện ở trong đời. Xin hãy mang về, mỗi quý vị mang về một chiếc tách thôi. Quý vị muốn cho bao nhiêu cũng được, tùy ý quý vị, bao nhiêu cũng được. Quý vị thương nhiều, quý vị cho nhiều, hoặc là một đồng cũng quý nữa. Một lần nữa, chỉ còn một ít tách ở trên bàn. Và chúng tôi mời quý vị thật là nhanh. Bây giờ chiếc bàn nào đang cầm tách ạ? À? Bây giờ có bàn nào cầm tách không ạ? Chúng tôi mang tới tận bàn ngay cho quý vị. Dân xin cảm ơn anh Kim Vân ơi, bàn của chị khách. Dân xin mang tách tới. Dân, chiếc bàn ở phía bên tay trái của Thanh Tùng. Kim Vân, chiếc bàn bên tay trái. Xin quý vị giơ tay lên để cho Kim Vân mang tới. Dân, Chúc Quang ơi, Dân xin có bàn ở đó. Có còn thêm bàn nào nữa không ạ? Còn thêm bàn nào cần tách nữa? Dân, chiếc bàn đó, hai chiếc bàn. Kim Vân đã nhìn thấy những cánh tay rồi phải không ạ? Xin quý vị giữ tay của quý vị nha, để cho Kim Vân mang tách tới tận bàn cho quý vị. Dân, bao nhiêu tiền cũng được quý vị, mang về chiếc tách để làm kỷ niệm, bao nhiêu tiền cũng được, không dám đặt ra tiền để mà làm khó làm dễ quý vị đâu, chỉ là quý vị cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, và đó là quý lắm thưa quý vị, quý lắm rồi đó. Còn lại không có bao nhiêu đâu, Thanh Tùng thấy còn lại chỉ khoảng trên dưới 10 cái tách thôi. Chúng tôi mong quý vị ngay từ bây giờ mở lòng ra, và quý vị đến đây là quý lắm rồi, nhưng chung đã tới đây rồi thì đã quý rồi. Giờ xin giúp thêm một chút nữa thôi cho tất cả những chiếc tách này được tới tay của quý vị, và xin cho các em mồ côi bất hạnh ở Việt Nam có thêm một bữa cơm no, có thêm một cái chăn đắp ấm trong những ngày mùa đông sắp tới, cho các em bớt đi cái nỗi cô đơn của những đứa con mồ côi, cho các em khuyết tật có thể tin rằng các em khuyết tật nhưng các em được bù đắp bằng tình thương của chính quý vị, từ những thân hữu của giáo sư Ngọc Dung vào ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Còn bây giờ, trở lại chương trình ngày hôm nay, cho Thanh Tùng mời quý vị thưởng thức trích đoạn của vở tuồng cải lương Tấm Cám với Hoàng Tử Khôi Nguyên và cô Tấm là Phương Thảo.
Đầu cho đêm gây quỹ tối ngày hôm nay mà thôi, đúng không ạ? Đây sẽ không
không phải là những con số cuối cùng, còn nữa không? Rồi đạo diễn Trần Nhật Phong, đạo diễn Trần Nhật Phong cho biết là số tiền đồ niên, số tiền bán vé số cho tới giờ phút này tạm thời là 812 đồng. Ủa, sao mình bán 5 đồng 2 tờ mà có vụ 812 là sao? Cái này chắc có ai đó mua xong rồi tiện là tặng luôn 2 đồng làm kỷ niệm luôn phải không ạ? 812 đồng, 5 đồng 2 vé số mà sao có số 12 đây ta? Rồi tiền mà đồ ni, tiền ủng hộ là 324 đồng, cô Hương Vũ ủng hộ 300 đồng, Thanh Tùng đã vừa loan. Xin nhắc lại, đó chỉ là những con số bắt đầu. Dạ, ngay từ bây giờ chúng tôi mời quý vị một lần nữa tiếp tục ủng hộ cho những tấm vé số để chúng ta có thể thổi số càng sớm càng tốt. Và chúng tôi còn lại một ít tách lưu niệm tối ngày hôm nay, tách uống trà, tách uống cà phê, có ghi hàng chữ là hội từ thiện Eco Order Bodyland Foundation. Chúng tôi mời quý vị ủng hộ bao nhiêu tiền cũng được, quý vị không thành vấn đề, bao nhiêu tiền cũng được, giúp để làm kỷ niệm cho các trẻ mồ côi. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị thưởng thức bài giọng cổ Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên, tiếng hát của hai nghệ sĩ trẻ Đông Thành và Thanh Thanh. Nữa thưa quý vị, đó là một vị khách tham dự chương trình ngày hôm nay, anh tên là Nguyễn Ngô, có nickname là I Love Cải Lương ở trên trang mạng Cải Lương Việt Nam .com đó. I Love Cải Lương, anh Nguyễn Ngô đến từ Virginia, từ nửa bên kia bờ đại dương bay qua bên này bờ của nước Mỹ đến tham dự đã quý rồi. Anh mới vừa móc túi ra ủng hộ 100 Mỹ Kim. 100 Mỹ Kim anh Nguyễn Ngô đâu ạ? Cho cư dân San Jose. Dân anh đây ạ. Cho cư dân San Jose được chiêm ngưỡng dung nhan người đến từ Virginia. Rất là quý thưa quý vị. Rồi còn ai nữa không? Anh Thái là ông chủ của nhà hàng Grand Fortune, nơi quý vị đang ngồi đây. Anh Thái, chủ nhân của nhà hàng Grand Fortune mà quý vị đang ngồi thưởng thức. Thấy quý vị ủng hộ đồng nhiệt quá, đã giúp đỡ nhiều rồi, bây giờ còn móc tiền túi ra ủng hộ thêm 200 Mỹ Kim. Cảm ơn Thái nhiều lắm. Thanh Tùng đã nói rồi, tất cả chỉ là những con số bắt đầu mà thôi. Và bây giờ là lúc mà chúng tôi mong quý vị, mỗi một quý vị, chỉ cần mỗi quý vị một ít thôi, một ít tấm lòng thôi, thì các em mồ côi khuyết tật bất hạnh ở Việt Nam sẽ ấm lòng trong mùa đông mỗi năm nay. Cảm ơn quý vị. Bây giờ thì đã xong phần kỹ thuật chưa? Xong. Thanh Tùng nhắc với quý vị là nán ở lại nha quý vị. Phần cuối của chương trình là món quà đặc biệt mà giáo sư Ngọc Dung và chương trình ngày hôm nay dành tặng cho quý vị. Đó là phần trình diễn rất đặc biệt của nữ hoàng Hồ Quảng Phượng Mai. Ở phần cuối chương trình, chúng tôi mời quý vị nán ở lại để thưởng thức chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ, tràng pháo tay đặc biệt cho tiết mục Mưa Lạnh Thảo Cầm Viên với Đông Thành và Thanh Thanh. Yeah.
Yeah.